Về quê nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5, hàng nghìn người dân đổ về bến xe lúc nửa đêm, phải huy động tối đa xe tăng cường để giải tỏa hành khách. Kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 năm nay kéo dài 5 ngày, nhiều người tranh thủ đi du lịch về quê thăm gia đình, bạn bè. Đêm qua, tại các bến xe lớn của Hà Nội, chứng kiến cảnh hàng nghìn người dân đổ về. Ghi nhận tại bến xe nước ngầm lúc gần 23 giờ, hàng nghìn người dân vẫn xếp hàng mua vé. Nhiều người sau khi cầm được tấm vé trên tay mới bắt đầu hành trình về quê trong đêm. Trẻ em, người lớn, tài sách, nách mang rời thủ đô. Trên các quầy vé liên tục thông báo bán vé xe tăng cường, nhân viên bến xe cũng như các nhà xe làm việc hết công suất để đưa người dân về quê an toàn. Một hành khách chia sẻ, việc đi xe về trong đêm vừa tiết kiệm được thời gian lại thuận lợi trong công việc cũng như được về quê sớm hơn. Ông Trịnh Hoài Lam, phó giám đốc bến xe nước ngầm cho biết, chúng tôi đã lên kịch bản về việc hành khách tăng đột biến từ trước. Hiện bến đang sử dụng xe tăng cường để giải tỏa hành khách, đảm bảo đủ xe để phục vụ người dân. Theo ông Lam, lượng khách sẽ được giải tỏa hết khỏi bến vào khoảng 00 giờ. Đúng là mỗi lần được nghỉ lễ dài thì ai cũng háo hức về quê, nhưng nhìn cảnh đoàn người xếp hàng chen chúc trên xe thì chắc là ai cũng không khỏi cảm thấy sợ hãi.